Biện pháp thứ bảy là chúng ta gỡ bỏ cái lệnh tạm dừng chích vaccine AstraZeneca. Bonjour, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Melissa, kênh chia sẻ cuộc sống Pháp, kênh chia sẻ về kiến thức văn hóa Pháp. Hôm nay, mình xin điểm tin nhanh qua các tình hình dịch bệnh ở Pháp và những cái biện pháp mới nhất mà ông Thủ tướng Chính phủ Pháp là ông Jean Castex đã đưa ra trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Paris ngày 18 tháng 3 năm 2021. Như các bạn đã biết là đến hôm nay là chúng ta vừa tròn sinh nhật một năm cả nước Pháp phong tỏa lần thứ nhất. Và đến hôm nay, chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì đang xảy ra? Tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục căng thẳng. Tuy nhiên chúng ta đã có vaccine. Và sau đây là 7 biện pháp mới nhất mà ông Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra và mình xin tóm tắt sau đây. Biện pháp thứ nhất là phong tỏa một lần nữa 16 tỉnh thành ở Pháp. Có nghĩa là không phải phong tỏa toàn nước Pháp như cách đây một năm, mà chúng ta chỉ phong tỏa 16 tỉnh thành nơi mà dịch bệnh đang tăng cao. Trong đó có 8 tỉnh thành, 8 département nó nằm ở vành đai Paris và 5 tỉnh thành ở vùng Hauts-de-France và một số tỉnh thành của nước Pháp. Và lệnh phong tỏa này bắt đầu áp dụng vào tối thứ 6 ngày 19 tháng 3 năm 2021 và sẽ kéo dài 4 tuần trong vòng 1 tháng các bạn ạ. Biện pháp thứ 2, trường học vẫn tiếp tục mở cửa. Chính phủ Pháp luôn luôn muốn các học sinh, các em học sinh tiếp tục thừa hưởng nền giáo dục, tiếp tục đi học. Và đó là biện pháp tối ưu. Cho nên tất cả các trường học của Pháp, từ mẫu giáo cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học vẫn tiếp tục mở cửa giống như những tháng trước. Biện pháp thứ ba là một số siêu thị phải đóng cửa. Cũng như những lần phong tỏa trước, nước Pháp chỉ cho phép mở cửa những siêu thị, những cửa hàng có liên quan tới nhu yếu phẩm. Biện pháp thứ tư là lệnh đi ra ngoài cho tất cả người dân, đi ra ngoài để tập thể dục, tập thể thao, đi thư giãn trong vòng bán kính 10 km xung quanh cái khu nhà của bạn. Không được đi quá vùng, các bạn không được đi vượt vùng, có nghĩa là bạn không được đi từ cái département này sang cái département kia trong vòng bán kính 10 km. Bạn có quyền đi ra ngoài tập thể dục, tập thể thao, thư giãn, đi chợ. Biện pháp thứ năm là lệnh giới nghiêm được nới lỏng một tí, tức là thay vì chúng ta giới nghiêm từ 18 giờ thì chúng ta giới nghiêm bắt đầu từ 19 giờ, tức là 7 giờ tối các bạn ạ, thay vì 6 giờ tối như những lần trước. Cái lệnh giới nghiêm này bắt đầu thay đổi vì chúng ta, nước Pháp và châu Âu đang chuyển sang giờ mùa hè. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 19 giờ tối thay vì 18 giờ tối sẽ bắt đầu áp dụng từ thứ Bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Biện pháp thứ 6 là vẫn khuyến khích các công ty doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà 4 ngày trên 5 ngày, tức là chỉ nên đến công ty một ngày trong tuần mà thôi. Bởi vì nước Pháp phát hiện là cái ở môi trường làm việc là một cái môi trường nó làm tăng lây lan và gây nhiễm khá là nhiều, chiếm 30%. Biện pháp thứ 7 là chúng ta gỡ bỏ cái lệnh tạm dừng chích vaccine AstraZeneca. Như chúng ta đã biết là một số nước châu Âu và Pháp cách đây vài ngày đã phải tạm dừng cái lệnh tiêm chích vaccine AstraZeneca bởi vì chúng ta đã phát hiện ra một số trường hợp phản ứng phụ gây khó chịu và gây nguy hiểm cho một số người, cho nên có lệnh tạm dừng. Tuy nhiên, lệnh này sẽ gỡ bỏ và bắt đầu ngay từ ngày mai, tức là ngày 19 tháng 3 năm 2021.
tiếp tục áp dụng chích vaccine này. Và để trấn an người dân Pháp, ông thủ tướng chính phủ là ông Jean Castex sẽ là người chích vaccine này vào ngày mai, là ngày 20 tháng 3 năm 2021 để trấn an mọi người. Hiện tại ở Pháp chỉ ưu tiên chích vaccine cho người trên 75 tuổi và những người mắc bệnh nền nguy hiểm. Bởi vì chúng ta vẫn còn đang thiếu vaccine các bạn ạ. Vừa rồi là một số điểm tin nhanh về 7 cái biện pháp mới nhất trong tình hình dịch bệnh ở Pháp. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mời các bạn hãy đăng ký kênh, hãy ủng hộ mình. Mình sẽ quay lại với những thông tin hay nhất, hấp dẫn nhất và chính xác nhất của nước Pháp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.